xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Con đã lớn khôn. Chương trình hân hạnh nhận được sự đồng hành bởi nhãn hàng sữa tươi sạch TH Trumil. Và ngày hôm nay, trước khi làm quen với những nhân vật chính của chương trình, cho phép Thanh Thảo được giới thiệu những vị khách mời đặc biệt. Đầu tiên là thạc sĩ tâm lý học Đinh Quỳnh Châu, hiện đang là giảng viên khoa tâm lý giáo dục trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Với góc độ là một người mẹ sẽ góp ý, sẽ chia sẻ về trường hợp của các bé trong hành trình hôm nay, đó chính là nhà báo Dạ Ly, hiện đang công tác tại báo Thanh Niên. Còn bây giờ thì Thanh Thảo xin được mời quý vị khán giả cùng làm quen với hai bé tham gia hành trình Con đã lớn khôn. Xã Long Thạnh, Long Hòa, huyện Cần Giờ, cách thành phố Hồ Chí Minh 50 km về phía đông nam, là địa phương ven biển nổi tiếng với nghề nuôi trồng hải sản. Tại đây, hàu là một trong những loại hải sản chủ lực. Người dân nuôi hàu trong các ô lồng làm bằng lưới, kết lại thành giàn và thả nổi trên bờ sông. Hôm nay, chúng ta cùng tới vùng thiên nhiên sông nước này để làm quen với hai bạn nhỏ vô cùng đáng yêu, lém lỉnh. Bo là một cô bé nữ tính điệu đà, rất thích thể hiện mình là người lớn. Ở nhà, mọi người hay gọi bé Bo là bà cụ non. Ba và mẹ của Bo cũng làm nghề nuôi hàu. Ngày hôm nay, cả ba với mẹ đều bận nhiều việc quá, lại đang có rất nhiều đơn hàng cần phải giao. Bé Bo hôm nay sẽ có dịp được giúp ba mẹ công việc gì đây? Bây giờ mẹ mắc bán hàu lu bu quá, cha thì mắc bắt hàu rồi. Nhà hàng người ta đang đặt gấp quá, mà ngoại khách đông lắm, con đem hàu đi giao giùm mẹ nha. Được không? Được. Rồi, vậy đây mẹ. Thì con sợ đi, mình thì con sợ thì con rủ con cơm theo nha. Dạ. Rồi. Con đi giao là đi đâu? Đi giao hàu ngoài ngoài. Rồi cô Út có phải không? Con đem ra liền cho cô Út nghe chưa? Người ta đang cần gấp lắm nghe chưa? Rồi con qua con rủ tôm đó, anh Tôm đi giao hàu với Bo đi nha. Trời giỏi, qua rủ anh Tôm với xin phép cô Thảo nghe chưa? Dạ, anh Tôm ơi, con đem theo hàu. Thủ anh Tôm. Tôm là hàng xóm của Bo. Hai bé chơi thân với nhau từ nhỏ. Đối với Bo, Tôm không chỉ là một người bạn mà còn là một người anh trai ga lăng, hiền lành và lúc nào cũng chiều chuộng em gái. Hôm nay, không chỉ là người bạn đồng hành với bé Bo, Tôm cũng sẽ giúp ba mẹ mình một việc khá quan trọng. Bé nhà nội trả lưới cho bà nội không? Dạ. Như vậy, việc đầu tiên, hai anh em sẽ mang lưới sang nhà bà Năm, bà nội của Tôm để trả lưới cho bà. Sau đó tiếp tục lên đường giao 5 cân hàu tới quán hải sản của cô Út giúp mẹ. Công việc cũng không có gì nhiều, đường thì đi thẳng dọc bờ biển. Không biết hai anh em có gặp khó khăn gì không đây? Cái đặc trưng của vùng miền nó cũng ảnh hưởng tới tính cách của các bé. Ở đây thì đa phần là nghề chài lưới rồi nuôi hàu, cho nên cái việc mà giúp mẹ như thế thì nó cũng giống như là nó bình thường, nó không phải là quá khó khăn. Cho nên khi mà mẹ giao nhiệm vụ thì thấy các bé có vẻ dễ dàng cho nhỉ? Mình thì mình lại sợ rằng nó sẽ khó khăn, bởi vì thứ nhất là 5 cân hàu tất nhiên là được cột lên cái xe, nhưng mà đường xá có vẻ sẽ không thuận lợi bằng ở trên thành phố chẳng hạn. Lỡ mà cái xe hư, tự nhiên mình nghĩ nếu mà cái xe hư thì không biết là hai bé sẽ xử lý ra sao với một cái đống hàu nó quá nặng như vậy. Nhìn bạn Tôm nó là nhanh nhạy và bà cũng rất là khỏe mạnh. Cái động tác mà bé treo cái lưới đúng không, trên người, thì chị nghĩ rằng cái hành trình này cũng không quá khó đối với cả hai bé. Bây giờ chúng ta hãy chờ đợi những câu chuyện hết sức thú vị mà hai nhân vật này mang đến cho chúng ta. Nặng ghê luôn. Bo cũng có cái đó dạ. Đây, đây. Nắm tay. Ui. Nắm tay. Thôi, đang cầm cái này rồi nặng quá à. Kéo lên. Ừ. Từ từ. Kéo lên. Đã. Còn xa kìa. Nhìn quá hai đầu. Bắn quá đô. À, trả cho anh chứ. Hãy qua bên đó. Rồi bên tay phải mới đúng. Bên đây nè. Không, bên đây là bên trái. Bên đây hả? Đây. Bên đó kìa. Chết. Mỏi quá hả tao? Để lên đi. Dạ, không có đúng kìa. Biết rồi, đi đi. Chú hoài, không biết đi, đặt đi. Chà. Ôi, con chạy dập chân. Xác dù lệ. Ồ, đau quá đi. Đau. Đau thì đặt. Bà...
ta. Máu vô trong lần xíu đi. Rồi đi, hết mệt chưa? Chưa. Mới nghỉ có chút xíu. Đây, mới nghỉ của bà khúc quá. Nặng quá anh Tâm ơi. Nặng, kéo phụ cho. Đây, lấy qua cầm cái này đi. Thôi. Cũng mẹ anh Tâm chứ bộp. Nặng quá, thôi đi. Thôi nghỉ mệt đi. Lấy đây nghỉ mệt. Không có ngồi ngoài đây. Thôi, thôi đừng có ngồi đây. Đổ hào hết anh Tâm ơi. Kéo lên. Ai đó chết. Đây. Mệt xeo đi. Thôi uống nước đi. Còn cái này giận lên đi. Thôi anh không có uống đâu. Uống đi cho đỡ mệt. Thôi okay. Ngồi ở đâu bị chết ta nha. Hay là mình nói ép mình ngồi đi. Dơ lắm. Không có dơ. Ê dơ quá. Đâu nó chết rồi mình đâu có dơ đâu. Mình lắm. Ngồi ở đây nó sạch mà. Ngồi đi. Chiếc lửa. Cởi nó. Rồi đi. Vô nha. Đi. Dẹp dẹp như bánh tét. Uống chưa? Trời ơi, mình đi kiếm thùng rác đi nha. Ôi, cái này cầm hoài thôi cũng mạo ý nữa. Cái gì? Cái hộp sữa cầm hoài cũng mạo ý thêm. Kiếm thùng rác. Thùng rác bao lâu? Giếng lưới rồi. Giếng lưới. Bà lại đây. Lại đây ngồi nghỉ mệt nè. Dướng rồi nè. Trời. Dướng rồi. Cầm nha. Dướng miếng lưới. Rồi cà luôn đi. Đợi nó lên đây. Không được, cà vậy sao kéo con. Dạ. Tuột quá đi. Ở dưới nè. Nặng không? Không. Trời. Cầm sách phụ cho. Chưa. Này miếng lưới đi chưa? Rồi. Dưới đây nè. Rồi. Thôi rồi. Xuống dưới bà nội đi rồi. Rồi làm lại. Xuống ai cào cái này? Xuống dưới nội cho bà nội làm lại. Rồi. Ai cầm miếng lưới? Ai cầm miếng lưới? Không, anh Tâm cầm đó. Ê bò không cầm nha. Ê bò cầm đi. Không chơi cùi nữa nha. Đi về bên nội của anh Tâm đấy. La la. Ướp cái gì rồi? Ai? Rớt hào. Dướng nữa rồi. Chưa chú lại. Thôi, anh không có kêu nữa. Rồi, được rồi. Có sao đâu. Ôi, đi. Trời ơi. Cầm đi. Nghỉ mệt. Đi quá trời nhiều khúc rồi. Nghỉ mệt. Nghỉ mệt. Nghỉ chơi với ba lần. Đợi chút ra. Mệt không? Đây. Đây. Mới nghỉ có chút xíu à. Nghỉ của ba.
xoay ngược qua thì vậy kéo đi nè. Tự nhiên biết bao xoay ngược qua đẩy nè. Đẩy đi nè. Quay qua nãy đó. Rồi đi đi. Lại em ơi. Nói rồi. Thôi ba cầm bao lưới cho. Cầm đi. Trời ơi. Đây. Cho con đây đây cuối cùng cái bữa cá đâu mất trắng đâu cá chết rồi sắp về nữa ăn không sắp cho con cá này cái bữa. Suốt chặng đường thì em thấy là có một cái điều ấn tượng nhất đối với em là cách cư xử của anh chàng đối với cô nàng. Lúc nào cũng là bé bo nghe sẽ dễ thương quá đúng không Châu? Bo thể hiện nữ tính rất là nhiều là bằng cách chăm lo, ví dụ như mệt quá ngồi nghỉ đi. Bé vui quá vô tư bởi vì bé nghĩ đơn giản là nếu mà cái lưới đó gỡ ấp được thì mang đến nhà bà nội gỡ. Nhưng mà thực ra thì cái người mà phải xử lý cái vấn đề đó lại là Tôm chứ không phải là Bo, cho nên Bo quên đi mất cái điều đó. Em có nghe bạn Bo là phát biểu một cái câu khi mà anh nhờ mang lưới á, thì bạn là bảo là mẹ của anh nhờ mà, có nghĩa là việc ai người đấy làm. Nhưng mà cô nàng vẫn kéo cái xe hầu, cuối cùng thì nặng quá cho nên là được cái sự giúp đỡ của anh thì bạn Bo thì lại đương nhiên là giống như đó là cái chuyện rất là cần thiết và là đương nhiên là anh phải giúp em, cho nên cô nàng vẫn rất là vô tư líu lo. Nhưng mà bây giờ Thảo với Châu có thấy là cái tình huống hồi nãy giờ mình thấy nó êm đềm lắm, nhưng mà sau khi nhìn bà giao cái sâu cá là nó thật tim mình cũng thót ra rồi. Bởi vì cái sâu cá nhìn nó dài ngoằng như thế mà với một cái bé nó còn quá nhỏ như bé Bo nhà mình thì liệu rằng cháu sẽ xử lý như thế nào với cái sâu cá? Không, ngược lại thì em lại thấy không có vấn đề gì hết. Bởi vì với cái làng mà gần sông nước như thế này, rồi nghề chài lưới nó cũng trở nên quen thuộc rồi, cho nên em có cảm giác nếu như sâu cá này mà giao cho con em, con chị thì nó khác à. Nó rất là lạ lẫm và thậm chí là không biết là các cô nàng, các anh chàng có cầm hay không. Nhưng ở đây thì em lại có cảm giác là không vấn đề gì cả. Cho nên là chúng ta theo dõi tiếp xem là bây giờ là cô nàng Bo này sẽ phân công xem là ai kéo xe hầu và ai cầm sâu cá. Hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, nhưng bà lại giao thêm cho hai anh em một việc nữa là mang sâu cá này về nhà để nướng ăn bữa tối. Vậy là hành trình vẫn còn nhiều khó khăn nữa đây. Bà ấy hào đi. Thôi. Bà bò. Cỡ vô cả. Bà bò cầm mỗi tay lắm. Nghe cầm kéo hào đi. Cũng thương cầm em. Cầm cắm này đi. Phải chia việc ra. Chở bé Bo chơi. Bé Bo chơi. Cái đó thì mỗi tay cái này thì nặng quá. Cuối cùng bé Bo muốn cái gì? Bà. Rồi, mẹ quên mua kẹo rồi, biết chưa? Rồi, mẹ quên mua kẹo đem cho bà Năm rồi cơ. Con chuyện quà lên thang cùng quà. Đem theo cùng quà, quà nóng than. Khát nước quá à, mà nghĩ mà cũng nóng đây. Đi tới bên kia cả có hùng. Đây gì à? Ô là trời ơi, cô chỉ ngồi kìa.
Đấy, chưa. Giờ mới nhảy có chút xíu à. Đầu quá đây. Ôi cá. Cá. Được cá. Được cá. Ừ. Giờ kia. Trời, cũng biết cách sâu lại nữa. Hại rớt rồi. Rớt con khác. Trời ơi. Má. Giờ nước mấy con cá. Có giờ không? Sáng cả ba mà. Tôi ra bếp bộ rắn cho. Bếp bộ rắn cho không chịu. Trời ơi con. Rửa sạch đã hai con. Người đây bếp bộ rắn không chịu. Tôi để đâu đây? Cầm đi. Đưa đây bếp bộ cầm à. Cho. Này để lên xe đi. Thôi. Thôi để lên xe đi. Để lên đi. Ừ. Bếp bộ rắn cho không chịu. Rắn đi. À đó rắn đi. Ừ đúng rồi. Ở đây nè. Không, không phải. Đây. Cá này hả? Được rồi đó. Được rồi, có chút xíu gì. Thôi ai cầm đi. Cầm ai cầm luôn đi. Trời ơi máu không rồi nè. Rồi anh cầm cho. Rồi đi. 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 Trời máu ra. Đi. Máu. Máu máu. Máu máu máu. Anh để trên xe nha. Từ thôi. Ờ. Đi từ từ thôi. Nè để chung cá đó ta. Để lên luôn đi. Miếng lưới đâu? Ủa quên miếng lưới chạy. Rồi chạy đi. Anh rối quá anh không biết treo. Quên rồi. Nhà có bạn nhỏ quên ở đâu không? Quên. Nhà có bạn nhỏ quên ở bên kia kìa. Đi. Nhỏ quên rồi. Thôi nghỉ mệt đi. Thôi tới tới cái tới tới kia cần phải nghỉ. Ơi, nó lồng thòng con cá con kè. Cỡ nó hồi bắt lên bây giờ. Ngủ chưa? Quay đây đâu? Quay đây. Tuốt mày đằng kia đằng cà. Giờ hồi giờ nặng quá nó tụt xuống rồi. Này có hơi nó ngồi à. Ê.
thường quá. Ơi. Cái gì vậy? Chị này chị ngoại ghê. Bò cẩm này đi. Dạ. Thôi, khỏi kéo. Với bò cẩm đó, anh chạy nhanh. Vậy là bé Bo và anh Tôm đã hoàn thành công việc mà mẹ nhờ rồi. Bây giờ chỉ còn chờ mẹ tới rước cả hai anh em về thôi. Sau tổng cộng 8 lần tranh thủ ngồi nghỉ mệt giữa đường, thì lúc này Tôm và Bo chính thức được tận hưởng nằm ngắm cảnh hoàng hôn trên biển một cách thoải mái và hạnh phúc rồi, đúng không nào? Thảo rất là thương cái hình ảnh mà hai anh em ngồi cặm cụi xỏ sau cái con cá lại với nhau á. Thứ nhất là thấy cái sự kiên trì, thứ hai là hai nhân vật này không có bỏ nhau bao giờ hết. Cái này cái tính trách nhiệm, đó là cái điều mà nó lớn hơn cái hành động của các bé. Cảm giác là các bé được dạy dỗ rất là kỹ ở cái tính mà nhẫn nại kiên trì. Ở nửa đoạn đường sau thì Thảo thấy có vẻ như là Bo cũng trách nhiệm hơn, rồi không có đùn đẩy, không có vô tư nữa mà cùng với anh kéo cái đó. Thậm chí là có những lúc mà sâu cá để lên anh đi không luôn mà Bo cũng không có ý kiến gì hết. Cô nàng vẫn cố gắng ra sức để kéo. Ngay bé Bo khi mà màu dính cái tay cũng rất là ghê, cái máu này, nhưng mà rồi sau đó vẫn có thể xử lý được thì đó là một cái rất là hay. Mình cũng có con ở cái độ tuổi này, nhưng mà thực ra thì không thể dạn bằng hai bé ở đây. Khi mà thấy cá nó chỉ cần hơi đến gần cái nó quẫy cái là nó chạy bắn ra, nó rất là sợ. Việc chăm sóc thể chất em thấy là Bo kéo cái xe hồ chạy ào ào cũng rất là thoải mái. Không biết là mẹ có thể chia sẻ cái bí quyết về việc chăm sóc thể chất cho các bé ở nhà như thế nào ạ? Sáng thì cũng ăn sáng rồi uống thêm một hộp sữa nhỏ, rồi trưa thì bé ăn cơm xong thì ngủ, chỉ cứ tối thì uống thêm sữa nữa thôi. Dạ. Yeah. Lúc mà giao cái nhiệm vụ này cho bé thì ở nhà chị có lo không? Chị có hồi hộp là bé không làm được không? Dạ, cũng lo lắm. Tại vì trước giờ thì chưa bao giờ cho bé đi một mình như vậy. Thì khi bé đi thì ở nhà không biết là bé có hoàn thành được nhiệm vụ hay không. Khép lại cái hành trình này sẽ là một câu chuyện, một kỷ niệm đẹp với anh Tôm và bé Bo. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị khán giả đã ngồi trước màn ảnh nhỏ để chia sẻ câu chuyện này với Hành Trình Con Đã Lớn Khôn. Và chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhãn hàng sữa tươi sạch TH True Milk đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 18 giờ mỗi buổi chiều thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Mời quý vị khán giả cùng đón xem.